Hello everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình chơi 8 game, đó chính là Tung Bun Run này. Và tiếp theo mình sẽ chơi Blob Shooter 3D nhé. Tiếp tục mình sẽ chơi Island Blues Yo.
Farmland.
Tiếp tục mình sẽ chơi carry office. Chơi mình không có tiếng.
500 vàng. Ok. Wow. Ông trời ơi. Thím đầu. Tiếp tục mình sẽ chơi Grim Mace Importer. Ý dụ mình sẽ chơi Imposter Legend. Ok. Cùng mình sẽ đi chơi game Going Ball này. Thank you.
Thank you.